Xin chào quý vị khán giả và xin chào tất cả mọi người. Từ ngày mai mình sẽ mặc bộ quần áo này với thông điệp một Việt Nam xanh sạch đẹp cũng như cây đời. Đấy, luôn luôn xanh sạch đẹp và một môi trường không khí làm việc sinh hoạt luôn luôn xanh sạch đẹp và không ô nhiễm. Đấy, mời các bạn ủng hộ nhá. Đây. Đây là những cái sản phẩm bọn mình có và những cái gì mà tí nữa nghe xem sau đây bọn mình sẽ thấy. Ok, hết. Hôm nay mình quay ở trên kia rồi, trên vườn rồi. Xin chào các bạn, đây hôm nay anh em đi thăm vườn. Đây là cái vườn của bên đối tác, gọi là vườn cây. Đấy. Các bạn xem cái số lượng nó như nào thì các bạn tự nghĩ. Các loại. Đấy. Quay sang bên trái. Đấy. Nhiều không? Không hề ít thế nào. Đấy. Hay số lượng các bạn cứ mua nhà vườn hay các bạn mua gọi là văn phòng bao nhiêu cũng được, cứ số lượng vô tư hết. Đấy. Tại đây là câu trả lời dành cho nhiều người hỏi là số lượng bao nhiêu đây. Đấy, nhìn thôi, tự cảm nhận. Đấy. Làm tỉa đấy chứ, tỉa hết đấy, toàn tỉa tỉa dưới lên này, thấy chưa em? Thấy không đấy, ta phải ấy những cái rác rưởi ra, cái chết đi, lá chết, lá ABC thì nó mới xanh sạch đẹp được. Đấy, hàng đóng về đây này. Đây là hàng đóng về đây này. Đấy. Đấy, đi vào đây, đây vào đây, cây to lại có này. Các gốc khổng lồ, quý vị xem đấy, các gốc khổng lồ, phát tài khổng lồ, khổng lồ luôn. Bên mình chỉ showroom chỉ là để bày những cái gọi mini thôi, cho đẹp, với cả nó đúng luật, gọn gàng, nó không ảnh hưởng đến luật. Đấy. Đấy, cho quý vị vào vào nữa. Đấy, đứng đây cho quý vị xem. Đấy. Không thiếu. Sợ không có tiền. Đấy, hoa giấy đấy, đủ các thứ. Đấy. Hoa giấy thì ABC đủ hết. Đấy. Cành to cành nhỏ là có hết. Đấy. Hồng hùng, đi vào đây. Đứng kia quay ra, quay cái này, đứng góc kia. Cỏ xe ô che nắng dẫm mát đường em đi. Cỏ xe ô che nắng dẫm mát đường em đi. Hôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương một mình dương tới lớp. Đấy, cây cây vùng trung du đây. Quý vị mà trồng ở một cái vườn đúng không? Ở giữa là ba cây này, xong ở dưới là những cái tán hoa, cây bóng mát ấy, à, cây gọi là cây cây chịu không không cần chịu nắng nhiều ấy, có hoa hoét rất là đẹp. Ok, đi. Đó. Vào đây khác gì rừng không? Đấy, ông này nữa này. Phát tài núi. Mấy cây xỉ đấy, được. Đấy. Quý vị cứ thấy số lượng bao nhiêu chả có. Thế nhá, ok, đại khái vậy.